chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hấn Quảng thực hiện, phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Và các bạn, sáng ngày 31 tháng 10, huyện ủy Hấn Quảng tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 11 lần thứ 22 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và thông qua đề án của ban chấp hành đảng bộ huyện về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 135 tỷ 630 triệu đồng, đạt 96% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 165% cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách là 369 tỷ 397 triệu đồng, đạt 79% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tổng số công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 9 tháng là 25 công trình, với tổng số vốn 78,855 tỷ đồng. Trong đó có 11 công trình đã đưa vào sử dụng. Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động được 100,24 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Bình quân các xã đạt 15,92 tiêu chí. Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo thực trạng của đề án huyện Hấn Quảng về tổ chức bộ máy có 160 đầu mối, trong đó tổ chức đảng có 57 đầu mối, đơn vị sự nghiệp giáo dục có 49 đầu mối với 1.832 cán bộ công chức viên chức, 253 hợp đồng theo Nghị định 68, 294 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hàng năm ngân sách huyện phải chi hơn 311 tỷ đồng cho các ban ngành đoàn thể huyện, hơn 75 tỷ đồng cho các xã. Theo lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020, huyện sẽ tiến hành hợp nhất các trường mầm non trên cùng một địa bàn, sắp xếp, sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở thành trường tiểu học và trung học cơ sở, chuyển tất cả các hợp đồng 68 ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở qua hợp đồng lao động thỏa thuận. Theo đánh giá tính hiệu quả của đề án, huyện sẽ giảm được 37 trên 160 đầu mối như hiện nay, giảm 12 chức danh cấp trưởng, giảm 10 chức danh cấp phó, giảm 85 trên 173 biên chế viên chức hành chính ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, giảm 147 trên 294 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi thường xuyên bình quân hàng năm của huyện, ước khoảng 10 tỷ 200 triệu đồng. Dịp này huyện ủy cũng đã dành nhiều lời chúc mừng gửi đến đồng chí Trần Văn Thịnh, nguyên trưởng ban tuyên giáo huyện ủy nghỉ hưu theo chế độ. Ngoài ra huyện ủy Hấn Quảng cũng đã cho ra mắt trang Facebook dùng chung của huyện Hấn Quảng với tên gọi Khát vọng Hấn Quảng. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng đã tổ chức trao quyết định thôi việc của Sở Nội vụ tỉnh cho đồng chí Trần Quốc Cường, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Tham dự buổi trao quyết định có đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Minh Hoài, đồng chí Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Được điều động về công tác tại huyện Hấn Quảng từ những ngày đầu mới đổi tên đi vào hoạt động, trải qua nhiều năm công tác với nhiều cương vị công tác khác nhau, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí Trần Quốc Cường vẫn phấn đấu cống hiến sức mình cho sự phát triển của huyện nhà. Tại buổi trao quyết định, đồng chí Trịnh Minh Hoài, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong suốt thời gian công tác của đồng chí Trần Quốc Cường tại Ban Tổ chức huyện ủy, sau đó là Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Đồng thời khẳng định, dù ở cương vị công tác nào được tổ chức phân công, đồng chí Trần Quốc Cường cũng tâm huyết trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là người cán bộ đảng viên, trong suốt quá trình công tác, đồng chí không ngừng học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho huyện nhà, có tinh thần đoàn kết, gần gũi, gắn bó với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Qua đó, đồng chí Trần Quốc Cường cảm ơn tình cảm, sự tạo điều kiện của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức tại hai cơ quan đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện do bà Phan Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra kết quả triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã An Khương. Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kinh phí xã An Khương đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đến nay hơn 84 tỷ đồng, trong đó kinh phí nhà nước hơn 80 tỷ đồng, vốn huy động trong dân hơn 4 tỷ đồng. Với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, đảng bộ và chính quyền lựa chọn định hướng phương châm phát triển kinh tế xã hội, từ đó đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng cao, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo, từ mức thu nhập 18 triệu đồng mỗi người mỗi năm trong năm 2012 đến nay tăng lên 42 triệu đồng mỗi người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 toàn xã là 26%, đến nay giảm xuống còn 5,28%. Xã đã triển khai bê tông hóa và nhựa hóa được 52,9 km đường giao thông. Xã đã quy hoạch 14.497 m² để làm chợ nông thôn. Tuy nhiên là xã khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhu cầu giao thương hàng hóa thấp nên xã không thực hiện đầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch trong giai đoạn 2011-2020. Đến nay, cơ bản xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Qua khảo sát, xã nhận được 90% sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khương trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để xã An Khương trở thành điểm sáng là mô hình để nhân rộng về xây dựng nông thôn mới, đồng chí chỉ đạo địa phương cần chú trọng hoàn thiện những tiêu chí đã đạt nhưng chưa thực sự hoàn chỉnh và bền vững, duy trì liên tục tăng cường và tăng cường bền vững sự hài lòng của người dân. Thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng tổ chức kỷ niệm 9 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hấn Quảng, mùng 1 tháng 11 năm 2009, mùng 1 tháng 11 năm 2018 và công diễn liên hoan văn nghệ quần chúng lần 2 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trịnh Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tham dự. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm sau 9 năm đi vào hoạt động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành tỉnh, đảng bộ và nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, hàng năm thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, văn hóa xã hội có bước phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy. Những thành tựu vừa nêu là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, sự phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà, tiếp nối qua các thời kỳ. Bên cạnh sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Hấn Quảng đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, góp phần xóa đói, giảm nghèo và chia sẻ bớt những khó khăn của huyện sau ngày đổi tên đi vào hoạt động. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tổ chức công diễn các tiết mục văn nghệ và trao giải hội thi liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hấn Quảng lần 2 năm 2018. Sau 2 ngày diễn ra hội thi, kết quả ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho xã Thanh Bình, giải nhì xã Đồng Nơ, đơn vị xã Tân Khai đạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba thuộc các thể loại đơn ca, song ca và tốt ca. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 30-31 tháng 10, Bảo hiểm xã hội huyện Hấn Quảng tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã, Tân Khai và Tân Quang. Tại hội nghị, các cán bộ hội viên phụ nữ đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cập nhật những nội dung về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng tham gia, mức đóng và phương thức đóng, các quy định về đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí cùng những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2018. Hội nghị còn dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các hội viên phụ nữ xoay quanh những vấn đề về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc, cách giải quyết đối với người lao động đóng bảo hiểm ngắt quãng với thời gian quá dài, mức tuổi bắt đầu được mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều kiện để trở thành đại lý của bảo hiểm xã hội huyện. Hội nghị là dịp để đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp hội viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại các cấp hội để vận động mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng đối tượng tham gia, đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.
vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do đài truyền thanh và truyền hình huyện Hấn Quảng thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.